Tao thế nào cảm nhận? Ngon không? Chua. 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 Xin chào tất cả các bạn. Mình cũng mới hôm nay đang vào ngày mùa, mình cũng chưa ra được video. Hôm nay có một cái món ăn này mình cũng nấu cho các bạn nhìn này. Toàn ớt, ớt đỏ một bát. Thì khi mình làm nói lên cái này thì các bạn sẽ nghĩ đến mà cũng thấy nó chảy hết cả nước bọt rồi các bạn. Thì đây cho các bạn xem đây. Hôm nay mình sẽ có một món này. Ôi giời, người mất. Rồi. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Xoài xanh. Các bạn đã bắt đầu cái tuyến nước bọt nó đã bắt đầu nó đã tưới rồi chưa các bạn? Mất một quả đây. Ôi giời, các bạn nhìn cái chùm xoài xanh này. Ngày xưa lúc còn bé thì cứ hay đi bẻ trộm. Không phải bẻ trộm mà là đang chừa cứ đi lên những cái cây muỗng. Ngày xưa là cây muỗng thì chưa có xoài to như bây giờ. Ở trên đồng bẻ xuống ăn ngon. Nhưng bây giờ thì cũng không ăn, nhưng nay mình đi lên nhà ông ngoại thấy có cây xoài. Chắc mùa này là cũng là mùa trái. Mùa xoài trái mùa. Xanh nhìn ngon quá nên mình vất về đi ăn này các bạn. Đây là một bát nước chấm này các bạn nhìn. Đỏ ớt luôn này. Này thì chua lè lưỡi. Và bây giờ mình sẽ đi ăn cái món này. Từ nãy đến giờ chứa hết nước bọt rồi các bạn. Chào các bạn. Đã. Mua rồi, bắt đầu nhanh. Mua rồi. Cũng thử sức này. Này, mua ra đây. Đấy. Đấy, này cô hai nhà mình được nghỉ học cũng muốn thử sức với cái này ăn cho biết tuổi thơ dữ dội của bố thế nào đấy. Ngon thấy cái bó hem nhỏ đánh đái thiệt nhỏ đánh đái thiệt. Đây cho các bạn xem là khe luôn chóm cái bát chóm đời gọi là bát chóm siêu cay. Mình đi được chóm thì mình cho bốn quả ớt các bạn. Đây. Sao thế nào cảm nhận? Ngon không? Chua. 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 Để cho các bạn xem. Ui, xoài. Xanh le. Hôm nay mình cùng có bỏ chua lắm các bạn. Ngon không? Ăn nữa đi. Mời các bạn miếng xoài xanh nhá. Cái món này gọi là món chua cay. Siêu chua siêu cay. Mời các bạn nhá. À. Quả nước. Quả nước. Quả nước. Các bạn nhìn này, không nhìn con gái nhà này đấy. Còn các bạn nhìn nữa thì thôi nhé. Tụi lét. Ôi trời. Món này đúng là món tuổi thơ thật đấy. Ngày xưa vẫn cứ ăn hết. Còn muỗng nó cũng chua các bạn. Muỗng nó cũng chua. Ngon. Chua này các bạn nào cần ngồi xem trước màn hình cũng thấy nó cũng là một sự tra tấn của cái sự thèm thuồng này các bạn. Các bạn nhìn này. Vừa cay vừa chua ngon. Ngon ngon đối với những người ăn được các bạn. Không ăn được con gái mình không con ngại đủ quá không con ăn hơi nữa thôi.
dễ sợ món này luôn, quá sợ món này, cay mà chua. Loại ớt giỏi, ớt luôn các chấm. Các bạn thấy không, chua mà cay nó sùi sùi luôn. Và khuyến cáo các bạn là không nên ăn cái món này lúc đói các bạn nhé. Ủa, món này mà ăn lúc đói thì cái bụng ăn xong thì bụng nó phải kêu ngục, phản đối dữ dội lắm đấy các bạn. Ngon, ngon, ngon. Được rồi các bạn, mình ăn được 2 miếng, con gái mình ăn được 1 ít, không ăn được nữa, chua quá, mình chả ăn đấy quả này, ngon hơn cả nước mía, nước mía thì ngọt, mình còn ăn nước quả này, không còn nữa đâu. Cay chua, cay không còn chua các bạn, xoài chua thật, nhìn thì ngon thêm. Đây các bạn nhìn con xoài này, các bạn nhìn này, chua xoài óng ánh, nó núc nỉm này, quả nào ra quả nấy này, mẻ cũng tròn rất là đẹp. Nhìn vào hàng vào đấy đấy đấy, cái này là cho bố này, ăn khe chua này, ăn vào ấy cứ chua rét, chua rét đấy. Mình chịu bó tay luôn các bạn, bó tay luôn, không ăn được nữa, nó chua chua tinh hồn luôn, chua chua tinh hồn. Ôi còn ăn không, chắc là bố con mình chắc chịu không ăn được nữa, chua lắm các bạn. Lúc mới đầu ăn thì các bạn ngồi xem cái video này của bố con mình ấy, thì chắc là các bạn cái kích thích cái vị giác chắc là cũng dữ dội lắm đấy các bạn này. Ôi trời ơi, nhưng mà chua chua chua, đâu ăn chua, ai mà ăn được chua thì ngon, mình thèm lắm, thèm đấy, thèm nên vì biết về, nhưng mà khi ăn rồi thì vì biết chua không thể nào ăn được. Ôi nhỉ, chào các bạn nhé, chào các bạn nhé. Thôi à, bố con mình cũng không ăn được nữa, không thể ăn được nữa các bạn, chua không ăn, xót hết cả ruột rồi các bạn. Hai bố con mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây rồi. Các bạn xem video, nếu thấy video của bố con mình hay ấy, thì các bạn hãy cho bố con mình một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh, và các bạn hãy comment xem món này các bạn hãy về các bạn ăn thử, các bạn hãy comment bên dưới nhé, xem cái độ chua các bạn nào ăn được chua hay không ăn được chua, xem nó sẽ ngon đến như thế nào các bạn nhé. Còn thôi, hai bố con mình xin kết thúc cái video này thôi. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những cái món ăn tiếp theo nha. Từ bây giờ mình sẽ rảnh hết ngày mùa rồi, mình sẽ rảnh, mình sẽ bắt đầu lại ra video đều hơn nhé. Các bạn hãy chờ xem những cái video mới mà hay, và những cái món ngon và mới tiếp theo các bạn nhé. Thôi xin chào tất cả các bạn nhé. Chào các bạn. Chịu chịu chịu.